Bản tin thị trường crypto ngày 14 tháng 12 sẽ có những tin tức chính sau đây. Ngay trong đêm tối ngày hôm qua, Bitcoin đã âm thầm rơi xuống và kéo theo đồng loạt tất cả các đồng coin trong thị trường crypto rơi theo và đỏ lửa. Bitcoin đã giảm khoảng độ 4,34% so với đêm ngày hôm qua. Hiện tại thì giá của Bitcoin vẫn đang nằm ở vùng 46K5 đến vùng 47K5 và chưa có dấu hiệu hồi phục. Trong 24 giờ qua chắc chắn cũng có một số đồng coin không biến động quá lớn, hầu hết tất cả đều là USD, USDT, USDB, USDC, TUSD và một số đồng coin khác. Bên cạnh với top những đồng coin không biến động quá lớn thì cũng có rất nhiều các đồng coin hầu hết đều biến động rất lớn, gồm có DCR, Oh My God, Waze, Tapeware, FTM, Luna và rất nhiều các đồng coin khác nữa. Hầu như đều giảm từ 6 đến 15%. Vừa rồi chúng ta đã điểm nhanh qua sự biến động của thị trường crypto trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin tức chính có trong thị trường crypto ngày hôm nay. 1. Vulkan Forge cung cấp một loạt các hoạt động tiền điện tử. Nó chủ yếu là một studio trò chơi cung cấp 6 trò chơi dựa trên blockchain khác nhau, nhưng nó cũng có thị trường NFT và sàn giao dịch phi tập trung riêng của nó, nơi người dùng có thể giao dịch token BIR của nó. Đầu ngày hôm nay, 96 khóa cá nhân đã bị đánh cắp khỏi hệ sinh thái trò chơi tiền điện tử Vulkan Forge, cho phép kẻ tấn công lấy đi 140 triệu đô la. 2. Chính phủ bóng tối của Myanmar, chính phủ thống nhất quốc gia được lãnh đạo bởi những người ủng hộ nhà lãnh đạo bị bỏ tù Aung San Suu Kyi, đã tuyên bố stablecoin Tether, viết tắt là USDT, dựa trên đô la Mỹ là một loại tiền tệ chính thức để sử dụng trong nước. Quyết định của NUG về việc biến Ether trở thành tiền tệ chính thức làm suy yếu lệnh cấm tiền điện tử do Ngân hàng Trung ương Myanmar áp đặt vào tháng 5 năm ngoái. 3. Cá voi Bitcoin BTC là trung tâm của sự chú ý trong tuần này khi thói quen mua và bán chia sẻ báo cáo giá Bitcoin. Phát hiện mới từ công ty phân tích chuỗi trực tuyến CryptoCore cho thấy các nhà đầu tư phái sinh đang dẫn đầu khi đặt cược tăng giá vào Bitcoin, có nghĩa là đa phần nhà đầu tư và người chơi đang dự đoán Bitcoin sẽ tiếp tục quay trở lại đà tăng trưởng mới. 4. Solana là tiền điện tử lớn thứ 5 tính theo vốn hóa thị trường. Nó đang dẫn đầu các bảng xếp hạng phát triển trên chuỗi, bất chấp một cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS phân tán gần đây. Theo dữ liệu của Sentiment, Solana đã vượt qua tỷ lệ gửi Gitbull hàng ngày của Polkadot và Cardano, đã trở thành blockchain hàng đầu trong tháng vừa qua. Số lượng gửi Gitbull hàng ngày của Solana đạt 90 trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 11 đến thứ hai. Tiếp theo là Polkadot ở mức 76 và Cardano đang ở mức 65. 5. Binance sẽ mua lại 18% sàn giao dịch chứng khoán tư nhân do Singapore quản lý, HG Exchange, viết tắt là HGX. Việc mua lại có thể giúp giải quyết các rào cản quy định của Binance, vì HGX gần đây đã được cấp giấy phép điều hành thị trường được công nhận từ cơ quan tiền tệ của Singapore. Ngoài các công ty tư nhân, HGX đang làm việc để liệt kê các tài sản thay thế như rượu, nghệ thuật và bất động sản. 6. Amanino đi đầu trong việc mang lại sự minh bạch cho các tài sản kỹ thuật số và củng cố niềm tin trên thị trường. Thông qua Just Explorer, một bộ phận giải pháp đảm bảo tập trung vào tiền điện tử, Amanino cho phép các công ty cho khách hàng và thế giới thấy rằng lý do tại sao tài sản kỹ thuật số lại vượt trội hơn rất nhiều. Tin cuối cùng, ngành công nghiệp tiền điện tử đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong vài năm vừa qua. Giờ đây, các chuyên gia tuyển dụng nhân tài nói rằng các công ty tiền điện tử đang rất cần sự lãnh đạo tốt để mở rộng quy mô kinh doanh của họ. Các chuyên gia cho biết rằng các kỹ năng được tìm kiếm nhiều nhất cho C-Suite là kỹ thuật, pháp lý, tài chính, tiếp cận thị trường và phát triển doanh nghiệp. Ngoài chuyên môn, các công ty còn tìm kiếm những giám đốc điều hành có bán ngã thấp, những người thể hiện khả năng thích ứng, niềm đam mê và hứng thú với sự phát triển và sứ mệnh của không gian. Vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay. Đừng quên một like, một subscribe, nhấn vào nút chuông để ủng hộ kênh cũng như là để theo dõi những thông tin mới nhất của thị trường crypto. Xin chào và hẹn gặp lại.